La Mã, lịch sử truyền bá và phiên dịch kinh. Sau khi Đại sư Thiên Thai Trí Giả đọc Kinh Pháp Hoa, Ngài phân chia các kinh ra làm ba phần. Phần tựa, phần chính văn là phần chứa trọn tông thú của kinh, và phần lưu thông là phần cuối cùng trong kinh văn, khuyến khích mọi người lưu hành kinh này khắp thế gian. Sau đó, có một vị Pháp sư người Ấn Độ đến Trung Hoa, nghe rằng Đại sư Trí Giả đều đã chia các bộ kinh thành ba phần. Pháp sư này rất ngạc nhiên, nói rằng ở Ấn Độ, kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như các bộ kinh khác đều được phân chia như vậy. Khi Đại sư Trí Giả nghe có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang lưu hành mà Ngài chưa từng được thấy, Ngài xúc động hướng về phương Tây, lễ bái với ước nguyện có ngày thấy được kinh này. Hằng ngày, Ngài hướng về phương Tây lễ bái suốt 18 năm. Nhưng cuối cùng, Ngài chỉ mong có được phước duyên thấy được bộ kinh này mà thôi. Còn chúng ta có được nhân duyên thù thắng biết bao, chưa từng lạy kinh mà nay được học và được đọc tụng kinh này. Cuối cùng, quốc vương Ấn Độ thông báo cho thần dân biết kinh Thủ Lăng Nghiêm là quốc bảo, vì đó là bổn kinh do Bồ Tát Long Thọ mang từ Long Cung về. Sau khi vua tuyên bố như vậy, không ai được phép mang kinh từ Ấn Độ sang nước khác. Lúc đó, Pháp sư Bát Thích Mật Đế dự tính đem kinh ra khỏi nước Ấn Độ, truyền vào một nước khác, đặc biệt là Trung Hoa. Ngài sắp đặt cho thương nhân Trung Hoa mang đi bản sao của kinh, bị thuế quan ở biên giới giữ lại, không cho phép mang ra khỏi nước. Ngài trở về, cố gắng nghĩ cách đưa kinh đi. Cuối cùng, tìm ra được giải pháp. Ngài chép kinh bằng chữ rất nhỏ trên một tấm lụa cực mỏng, cuốn lại rồi phủ bên ngoài tấm lụa một lớp sáp. Ngài tự xẻ thịt nơi cánh tay mình, nhét cuộn lụa vào trong đó, rồi dùng dược liệu đắp lên cho vết thương lành lặn. Có người nói rằng Ngài giấu kinh trong bắp đùi, nhưng tôi nghĩ rằng giấu kinh ở đó không thể hiện lòng tôn quý kinh điển, nên có lẽ Ngài đã chọn một nơi nhiều thịt ở phần trên cơ thể để giấu kinh. Khi vết mổ đã lành, Ngài lại lên đường sang Trung Hoa. Khi đi, lính gác biên giới không chút nghi ngờ vì kinh được giấu rất kỹ. Cuối cùng, Ngài đến được tỉnh Quảng Đông, nơi Ngài thường được Thừa tướng Phòng Dung tiếp kiến. Ngài được mời về trú ở một ngôi chùa ở Quảng Đông phiên dịch kinh này. Đây là những khó khăn xảy ra vào thời kinh được truyền bá và phiên dịch. Thật phước đức cho chúng ta khi Pháp sư Bát Thích Mật Đế quyết tâm mang kinh sang Trung Hoa. Quý vị có thể hiểu được tầm quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến mức nào. 10 La Mã, người dịch. Sa môn Bát Thích Mật Đế, người Trung Ấn Độ, dịch vào đời Đường. Đó là vào triều đại nhà Đường, sau khi Võ Tắc Thiên thoái vị, vào năm đầu tiên của Hoàng đế Trung Tông, niên hiệu Thần Long Nguyên Niên, Sa môn Bát Thích Mật Đế đã dịch kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. Ngài đã hoàn tất bản dịch này rất nhanh để trở về lại Ấn Độ trước khi viên quan giữ cửa ải có thể bị phạt vì để Ngài lén mang kinh ra nước ngoài. Pháp sư muốn trở về Ấn Độ tự thú để cho những người lính gác ở biên giới khỏi bị tội. Sau khi Ngài hoàn thành bản dịch, Ngài trở về Ấn Độ đến thú tội với nhà vua, xin nhận bất kỳ mọi hình phạt nào. Công đức của Pháp sư đã lưu tâm đến kinh này cực kỳ to lớn, vì nhờ vào nỗ lực trong bước đầu của Ngài mà nay chúng ta mới có được may mắn tham cứu kinh. Chúng ta trước hết nên tri tạ công đức của Sa môn Bát Thích Mật Đế. Sa môn là tiếng Phạn, tiếng Hán nghĩa là cần tức.
Cần nghĩa là siêng năng tu tập giới định huệ. Tức nghĩa là đình chỉ, dừng nghỉ, diệt trừ tham sân si. Hành xử như thế được gọi là sa môn. Đức Phật cũng được gọi là sa môn. Một lần ở Ấn Độ, khi Đức Phật còn tại thế, Tỷ Khưu Mã Thắng đắp y với dáng vẻ rất trang nghiêm đi qua trên đường. Dáng vẻ oai nghiêm của Tỷ Khưu rất khả kính, nên khi mới gặp ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất liền xúc động nói: "Ngài quá nghiêm túc, oai nghi của ngài quá hoàn chỉnh, chắc chắn thầy của ngài là một bậc đại đạo sư. Vị ấy là ai vậy?" Tỷ Khưu Mã Thắng đáp: "Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết." Dịch nghĩa: các pháp do nhân duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt, Đức Phật vị đại sa môn thường dạy lời như thế. Khi Tôn giả Xá Lợi Phất nghe những lời này, liền đi theo Tỷ Khưu Mã Thắng trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng trong vườn ông cấp cô độc, đảnh lễ Đức Phật xin xuất gia, nhận Đức Phật làm bổn sư. Chúng ta nên học hạnh tinh cần của sa môn, tu tập giới, định, huệ. Trước hết phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối, không dùng rượu hoặc chất kích thích. Sau khi thọ nhận năm giới, chúng ta nên thực sự thi hành, có nghĩa là không bao giờ hủy phạm. Năm giới rất là quan trọng. Giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc, bảo đảm sẽ được tái sinh làm người. Nếu quý vị tu tập theo năm giới, quý vị sẽ không bị mất cơ hội được tái sinh làm người. Vậy mà có người nói: "Tôi biết tại sao người ta không nên giết hại. Dù sao tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, mọi chúng sinh đều sẽ thành Phật, thế nên mọi sinh mạng của chúng sinh đều phải được bảo trọng. Tôi cũng hiểu trộm cắp là không tốt, không buông thả trong tà hạnh dâm dục và không nên nói dối. Nhưng tại sao việc dùng các chất kích thích lại bao gồm trong năm giới? Tôi thường uống rượu và hút thuốc, mọi người cũng uống rượu, cũng hút thuốc, có gì sai trái? Thực vậy, tôi đang xem lại có nên từ bỏ việc tu học Phật Pháp chỉ vì việc cấm sử dụng các chất kích thích hay không?" Quý vị nên dừng lại và suy nghĩ kỹ về điều ấy. Thay vì chạy theo đám đông, thấy nhiều người thích hút thuốc nên quý vị hút theo họ, nhiều người thích uống rượu nên quý vị cũng uống luôn. Quý vị bị dính mắc vào thói quen của mọi người và làm những việc họ thường làm, cho đến rốt cuộc mang lấy thói quen như họ. Đa số mọi người ít bị những căn bệnh nghiêm trọng, chỉ bị chút ít bệnh nhẹ và một số vấn đề rắc rối nhỏ. Nhưng chỉ y cứ vào một số vấn đề nhỏ nhặt mà dự tính bỏ việc học tập Phật Pháp thì thật là điên rồ. Quý vị có muốn biết tại sao có giới cấm uống rượu không? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện chân thực để minh họa. Có một người đã thọ năm giới, anh ta lại rất thích uống rượu, thế nên sau đó anh ta không còn giữ được giới nào cả. Chuyện gì đã xảy ra? Một hôm, anh ta nghĩ, có lẽ ta nên dùng tí rượu. Anh ta cầm chai rượu lên và uống vài ngụm. Thường khi uống rượu thì phải ăn một thứ gì đó, thế nên anh ta đặt chai rượu xuống, bước ra ngoài trông chừng kiếm thứ gì để ăn. Thấy có con gà nhà hàng xóm đi lạc qua vườn nhà mình, anh ta nghĩ, tốt, nó sẽ là thức nhắm rất ngon. Anh ta vồ lấy con gà. Lúc ấy anh ta đã phạm giới trộm cắp. Khi đã bắt được gà rồi, anh ta phải giết gà mới ăn được. Thế là anh ta phạm thêm giới sát sanh. Khi thịt gà đã được nấu chín rồi, anh ta nhấm thịt gà với rượu.
chẳng bao lâu anh ta uống say mềm. Như vậy, anh ta phạm phải giới dùng chất độc tố kích thích. Lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Đó là người phụ nữ hàng xóm đi tìm gà. Anh ta liền buộc miệng nói, tôi chẳng thấy. Thế là anh ta phạm luôn giới nói dối. Khi liếc nhìn người phụ nữ lần thứ hai, vẻ đẹp của cô ta đã khơi dậy trong anh ta ham muốn tình dục mãnh liệt. Anh ta liền hãm hiếp cô ta. Sau đó anh ta bị kiện. Tất cả các việc xảy đến với anh đều do ham uống rượu. Chỉ vì uống vài hớp rượu mà sau đó anh ta phạm hết tất cả bốn giới còn lại và vướng vào vòng lao lý. Chất kích thích làm cho con người mê mờ và tán loạn, nên đó là một đối tượng mà đạo Phật lập nên giới cấm. Một người uống rượu thì thiếu tự chủ. Bất thần, anh ta bỗng dưng nhận ra mình đang ở thiên đàng, hốt nhiên lại ở dưới đất đằng dân giá vũ. Anh ta chẳng ra tích sự gì cả, vì nó khiến cho người ta đánh mất tất cả mọi điều ngăn cấm, nên nó được xếp vào trong số năm giới cấm. Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không quỷ phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị quỷ phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật Pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng. Có người sẽ hỏi, như thế nào mới được gọi là thọ trì giới? Nếu chỉ đọc trong sách, biết rằng không nên sát hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, nói dối và dùng chất kích thích, đó chưa được gọi là giữ giới. Cũng chẳng phải là đến trước tượng Phật đốt nhang hoặc đốt vài liều hương trên thân thể mình rồi tự nhận giới theo cách ấy là được. Không, thọ giới hoàn toàn chẳng phải theo cách ấy. Nếu một cư sĩ muốn thọ trì năm giới, phải tìm một vị cao tăng có đức độ để chứng minh, để trao truyền giới thể cho người cư sĩ. Vị cao tăng sẽ giảng rằng, từ nay con đã thọ trì năm giới, công đức do thọ trì năm giới lớn lao, vi diệu, bất khả tư nghì. Nên để cho đúng như pháp, mọi người đều phải đến trước chư đại đức tăng để cầu được truyền thọ giới pháp. Bên cạnh việc tu tập giới luật, các vị sa môn còn tu tập thiền định. Có nhiều loại định, nhưng nói tổng quát, nếu quý vị không bị xoay chuyển bởi bất kỳ ngoại cảnh, thì đó gọi là định. Làm thế nào một người có thể đạt được chánh định? Trước tiên, quý vị phải lắng tâm bằng cách tĩnh tọa và tham cứu các công án thiền. Lý do khiến mọi người chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây là vì họ không đạt được định lực. Buổi sáng họ chạy đến cửa ông Chu, chiều họ đến lớp ông Chin. Họ chạy đi khắp nơi vì họ không có được chút định nào. Để có được định lực, quý vị phải chịu khổ nhọc. Khi quý vị chịu khó tu tập như thế, quý vị sẽ đạt được một số kinh nghiệm khác nhau. Nhưng ngay khi có được chút ít kinh nghiệm này, quý vị phải thận trọng, đừng để cho nó xoay chuyển mình. Đó được gọi là định lực. Nếu chỉ bị một tình huống xoay chuyển tâm thức, thì quý vị chưa có định lực. Chẳng hạn như khi quý vị nhận được một bức thư báo tin xấu khiến cho quý vị bận lòng, như vậy là chưa đủ định lực, là chưa qua được cuộc khảo nghiệm. Hoặc nếu quý vị gặp chuyện vui và quý vị truy đuổi theo việc ấy, như thế cũng là chưa có định lực. Nếu quý vị đối đầu với một tình trạng bất như ý và quý vị nổi sân, cũng là do chưa có định lực. Quý vị nên không vui cũng chẳng buồn, không phấn khích cũng chẳng buồn rầu. Có định lực là ứng xử mọi việc mà tâm không dao động. Đó là quý vị ứng xử theo tâm đạo.
Khi tu tập định lực, quý vị khai mở được trí huệ. Nếu không có định lực thì không thể nào có được trí huệ lực. Không có năng lực của trí tuệ, làm sao quý vị tu học Phật Pháp được? Định lực và trí huệ lực do đâu mà có? Do giữ giới mà có. Hằng ngày quý vị phải thường hộ trì giới luật, rốt cuộc quý vị sẽ có được sự hành xử tương ứng với Phật Pháp một khi được tưới tẩm dòng nước Pháp. Sa môn phải tinh tấn tu tập giới định huệ, dừng hẳn tham sân si. Ba món độc này là lý do khiến cho quý vị không chứng được Phật quả. Nếu quý vị đình chỉ hẳn ba món độc này thì sẽ rất mau thành Phật. Bất luận thứ gì, hễ quý vị muốn được càng nhiều càng tốt thì đó gọi là tham. Quý vị gặp một vài tình huống không thích rồi nổi giận, đó gọi là sân hận. Si là những vọng tưởng phát sinh từ tâm niệm vô minh và lang thang trong những tâm niệm này với tinh thần bối rối. Nếu quý vị chuyển hóa sạch ba món độc này sẽ tương hợp với đạo, là rất dễ dàng thành tựu đạo nghiệp. Có bốn loại sa môn. Thứ nhất, thắng đạo sa môn là những vị tu hành chứng được cả hai quả vị A-la-hán và Bồ-Tát. Thứ hai, thuyết đạo sa môn là những vị thường hoằng pháp lợi sinh. Thứ ba, hoạt đạo sa môn là những vị trì giữ giới luật, phạm hạnh thanh tịnh, không bao giờ quỷ phạm giới cấm. Thứ tư, ô đạo sa môn là những kẻ phá giới phạm trai, sống trái nghịch với luật Phật chế. Không những mình quỷ phạm giới mà còn khiến cho mọi người sinh khởi ấn tượng không đẹp khi thấy có người xuất gia mà không giữ gìn giới luật, nên mất niềm tin vào Phật Pháp. Do vì họ khiến cho người khác mất lòng tin nên được gọi là người xuất gia mà làm nhiễm ô Phật Pháp. Bát Thích Mật Đế Pramiti là tiếng Phạn, Hán dịch là cực lượng, nghĩa là rất nhiều. Ý nói rằng tài năng và trí tuệ của Ngài cực kỳ phong phú và rộng lớn. Pháp sư Bát Thích Mật Đế là người phiên dịch chính bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài là người chủ trì hướng dẫn cho hơn 200 pháp sư cùng nhau phiên dịch bộ kinh này. Công việc phiên dịch được tiến hành tại chùa Chi Chi, Chế Chỉ, một ngôi chùa lớn thuộc tỉnh Quảng Châu do các vị cao tăng hướng dẫn. Sự truyền thừa và phiên dịch bản kinh đã được giải thích chi tiết qua 9 đề mục trước khi giảng giải chính thức vào kinh văn. Sa môn Di Già Thích Ca, người nước Ô Trành, dịch ngữ. Pháp sư Bát Thích Mật Đế được phụ tá bởi một vị sa môn người nước Ô Trành, Udayana, là một xứ ở phía bắc Ấn Độ. Trước khi vùng đất trở thành nơi dân cư, xưa vốn là vườn hoa của vua A Dục. Nên khi dịch chữ Udayana sang tiếng Hán, người Trung Hoa đã dùng chữ Carambola, Hán dịch ưu đàm, là tên một loài hoa. Di Già Thích Ca, Hán dịch hàng phục, nghĩa là Ngài đã điều phục được mọi phiền não, mọi ma chướng và hết thảy mọi chướng ngại. Khi rời Udayana đến Trung Hoa, Ngài đọc lại bản dịch, chú ý đặc biệt đến sự diễn đạt văn nghĩa, câu cú và cách dùng những thành ngữ tiếng Hán. Ngài là một pháp sư lỗi lạc nhất tham gia việc phiên dịch bộ kinh này. Sa môn Hoài Địch, Hoài Ti, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch. Thường các bản kinh đang lưu hành không ghi tên vị pháp sư này, nhưng các bản in trước đây đều có ghi. Về sau, trong tương lai, nên nhớ ghi tên Ngài vào ở đầu phần kinh văn khi ấn tống. Nhớ đừng quên việc này. Núi La Phù là ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông. Chùa Nam Lâu là nơi Sa môn Hoài Địch trú trì. Có lẽ khi sư phụ của pháp sư Hoài Địch đặt tên cho Ngài, đã mong mỏi
ngài siêng năng tinh tấn tu tập. Chữ địch là tiến tới, không dừng lại hoặc giải đãi lười biếng. Pháp sư học rất giỏi và chăm chú vào giáo nghĩa kinh tạng, nên ngài rất thông thạo giáo lý. Ngài cũng thông thạo tiếng Phạn, thế nên ngài được mời chứng nghĩa cho bản dịch. Vì sao hai pháp sư Bát Thích Mật Đế và Di Già Thích Ca vốn rất thông thạo tiếng Sanskrit lại phải mời thêm một người Trung Hoa chứng nghĩa bản dịch? Dù hai pháp sư này thông thạo cả tiếng Phạn lẫn Hán, nhưng họ chỉ vừa mới đến Trung Hoa. Các vị sợ rằng mình không hiểu được tiếng Trung Hoa hoàn hảo cho lắm, nên phải mời một vị pháp sư ở địa phương chứng nghĩa bản dịch. Vị ấy là pháp sư Hoài Địch. Tôi chưa nghiên cứu được lý do tại sao những ấn bản đương thời của kinh này không ghi tên pháp sư Hoài Địch, dù các ấn bản đời trước đều có ghi đầy đủ. Nay tôi muốn nhắc đến pháp sư để quý vị biết đến ngài là một vị pháp sư chứng nghĩa cho bản dịch kinh này. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà, chức tiền Chánh Nghị Đại Phu, đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, nhuận bút. Với Bồ Tát có thể truyền cho cả hai hàng xuất gia và tại gia. Bộ kinh trình bày rõ ràng về với Bồ Tát là kinh Phạm Võng. Kinh này nói rằng bất kỳ quốc vương hay quan đại thần khi bắt đầu nhận chức vụ mới nên phát nguyện thọ với Bồ Tát. Vì ngài Phòng Dung rất thông hiểu Phật pháp, ngài nhận Đức Phật làm cha, nhận Bồ Tát làm thầy, thọ trì 10 giới trọng và 48 giới khinh cùng với Bồ Tát. Sau đó ngài tự xem mình như một đệ tử của Phật. Ngài thọ giới Bồ Tát rồi trở thành quan Chánh Nghị Đại Phu, là chức quan chuyên can gián vua khi ban hành chính sách sai trái nào đó. Trong kinh văn dùng chữ tiền có nghĩa là chức vụ trước đây của ông. Khi nhuận sắc bản dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm, ông không còn giữ chức đó nữa. Chữ đồng có nghĩa ông ta kiêm luôn hai chức. Môn hạ là chức vụ phụ tá cho hoàng đế, trông coi và thực thi các sắc lệnh đã ban. Trung thư là chức vụ như bộ trưởng, có quyền ban hành một số chỉ thị. Bình chương sự là nhiệm vụ, ông ta có trách nhiệm điều hành cho công việc triều chính luôn luôn đúng với pháp độ và thực sự bình đẳng. Phòng Dung là do gia đình có họ Phòng và tên Dung. Thanh Hà là phương danh quê hương của Phòng Dung. Bút Thọ có nghĩa Phòng Dung dùng tài năng văn chương của mình để làm cho kinh văn thêm ý nghĩa. Chương cú ngữ pháp được tao nhã, sáng sủa, rõ ràng, chính xác hơn. Tại sao phải làm như vậy? Vì thừa tướng Phòng Dung là một người có tài văn chương và kiến thức rất uyên bác. Chính việc nhuận sắc của ông đã làm cho kinh Thủ Lăng Nghiêm có giá trị rất đặc sắc. Nếu quý vị muốn học tiếng Hán thì nên học thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là một tác phẩm hoàn hảo nhất bằng tiếng Hán. Ngay cả người Trung Hoa đọc cũng khó lãnh hội hết ý kinh. Nay, chính tiết mục đầu tiên đã được giảng rõ. Phần quan trọng nhất là giải thích kinh văn.